Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Thời gian gần đây, sự việc Phan Văn Minh, 27 tuổi, trú tại xã Tân Lộc, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, ra tay sát hại người yêu là chị IH, 23 tuổi, trú ở huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum, hiện tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố đã gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, ngay trước thời điểm gây án mạng kinh hoàng, Phan Văn Minh còn có màn cầu hôn chị H đầy lãng mạn tại một nhà hàng. Các chị em nhìn thấy clip này còn liên tục tang người yêu vào để học tập. Thậm chí có người chưa có người yêu còn tranh thủ xin vía. Thế nhưng bây giờ, ai xin vía xong đều sợ tái hết cả mặt. Thưa quý vị, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, lúc 10 giờ ngày 16 tháng 10, tại phòng số 6, nhà nghỉ TB trên đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Đà Nẵng, sau khi hành sự xong, chẳng hiểu do mâu thuẫn tình cảm kiểu gì, Phan Văn Minh trước đó mới từ tỉnh Kon Tum xuống Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 10 năm 2024, đã dùng hai con dao để tặng cho cơ thể chị IH và chục cây lỗ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trao đổi với báo Vietnamnet, ông PVT, sinh năm 1975, cha ruột của Minh cho biết, khi Minh đã học lớp 11, thông qua mạng xã hội đã quen một cô gái ở Gia Lai. Sau đó Minh bỏ học, cưới cô gái này. Hiện tại vợ chồng Minh có 3 con trai, cháu đầu học lớp 3, cháu tiếp theo học lớp 2 và cháu út 4 tuổi. Theo ông T, sau khi lập gia đình, vợ chồng Minh ra ở riêng trong vườn nhà tại huyện Con Rẫy. Gần một năm sau, gia đình nhỏ của Minh chuyển đến quê vợ sinh sống. Từ đó thì Minh đi làm nghề thợ mộc, này đây mai đó, lâu lắm mới về quê thăm bố mẹ một lần. 4 năm trước, vợ chồng Minh bất hòa nên sống ly thân. Minh đưa cháu đầu về nhờ ông bà nội chăm sóc. Cách đây hơn một tuần, Minh đưa cháu thứ hai về Kon Tum để làm căn cước công dân, rồi lại đi. Không ngờ Minh ra Đà Nẵng để gây ra sự việc thương tâm trên. Kể về thời khắc nhận hung tin, ông T cho biết, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 10, Minh gọi điện về nói với mẹ, xin gặp bố kẻ không kịp. Khi tôi vừa cầm máy thì cháu nói, đã uống thuốc diệt cỏ. Tôi hỏi lý do vì sao thì Minh nói rằng đã đâm chết người. Tôi cố gắng hỏi con đang ở đâu thì Minh không nói. Quá lo lắng, tôi đã khuyên cháu tìm công an, bệnh viện, chỗ nào gần nhất thì vào rửa ruột. Có gì cứ bình tĩnh giải quyết, trước mắt là đến công an đầu thú. Về hoàn cảnh gia đình của chị Hát, báo Dân Trí cho hay, bố chị Hát là cán bộ xã vừa về hưu. Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên khoảng 2 năm trước, chị Hát cùng với người chị xuống thành phố Đà Nẵng để tìm việc làm. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đội SOS Đà Nẵng đã hỗ trợ đưa thi thể chị Hát về quê tại Kon Tum. Nạn nhân được gia đình an táng vào sáng 17 tháng 10. Sau gần 4 giờ tiếp nhận thông tin và tiến hành các hoạt động điều tra, truy tìm thủ phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan bắt giữ, đưa Phan Văn Minh đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Căn cứ vào tình hình sức khỏe của đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định kể trên để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án trên, chia sẻ với báo Dân Việt, ông DVT, chủ quán cơm gà gần nơi xảy ra sự việc, kể lại: khoảng gần 11 giờ trưa ngày 16 tháng 10, nghi phạm rời khỏi nhà nghỉ với biểu hiện nghi vấn. Sau khi gây án thì anh ta đã gọi điện báo cho gia đình người nhà nạn nhân là mình đã sát hại IH. Gia đình nghe tin thì điện thoại báo công an và sau khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo thì công an đã xuống phong tỏa hiện trường để điều tra vào chiều hôm 16 tháng 10. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nam thanh niên được cho là chồng cũ của nạn nhân cũng đã đăng tải hình ảnh chụp chung trước đó của cả hai, kèm theo đó là dòng chia sẻ gây xôn xao. Giờ chỉ còn là những kỷ niệm, anh sẽ luôn nhớ về em, anh vẫn đợi em về đây, anh sẽ ôm em một lần cuối. Anh không tin rằng chúng ta phải cách biệt âm dương như thế này. Có kiếp sau anh sẽ là một người chồng tốt để không phải xảy ra những chuyện như thế này. Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh sẽ sống tốt để lo cho con thay em. Em ra đi thanh thản nhé. Anh và con sẽ luôn nhớ về em. Ngay sau những dòng chia sẻ trên được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người bất ngờ. Không ít người cho rằng nếu thực sự thương cô gái thì nên nói những lời này sớm hơn và cố gắng vun vén để gia đình không tan vỡ. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng để lại lời chia buồn và mong thanh niên cố gắng mạnh mẽ để lo cho cô con gái nhỏ thay phần vợ cũ. Nói về những vụ việc như thế này, chuyên gia tâm lý xã hội học tiến sĩ Đinh Đoàn cho biết, hiện tượng cuồng yêu, cuồng ghen cho thấy sự lệch lạc về nhận thức, sự lệch chuẩn về hành vi, xử sự trong cuộc sống, trong quan hệ yêu đương và trong đời sống gia đình. Trong mỗi con người đều trường tồn một phần nào đó của góc tối, của cái ác, từ nhỏ li ti đến chiếm lĩnh tâm hồn. Những hạt giống của cái thiện cũng giống như cái ác có thể gieo ở khắp nơi và chỉ cần gặp được mảnh đất và những điều kiện thích hợp là nó có thể nảy mầm và phát triển. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, xã hội hiện đại ẩn chứa nhiều mặt trái, kích thích người ta phạm tội. Mạng xã hội
trò chơi điện tử, phim bạo lực, vân vân, tất cả đầy rẫy, khiến không ít người bị ám ảnh bởi những hình ảnh trong đó. Tại Việt Nam, kinh tế phát triển, đời sống vật chất được cải thiện, con người ngày càng được giáo dục nhiều hơn, nhưng lối sống chưa hẳn đã tốt hơn. Chỉ vì xe máy va quẹt nhẹ ở trên phố đông, chỉ cần một ánh nhìn khó chịu là bị cho là nhìn đều. Chỉ cần to tiếng trên bàn nhậu là người ta quên mất tình đồng loại, sẵn sàng xông vào đoạt mạng nhau. Rõ ràng, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động rất lớn đến văn hóa, giáo dục và tạo ra lối sống thực dụng, ích kỷ, thờ ơ trong một bộ phận người trẻ hiện nay. Chính sự ích kỷ, thiếu ý thức, thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông, thiếu tình thương của người đối với người chính là nguyên nhân dẫn đến sự lệch lạc về nhân cách. Mỗi con người sống cần có đức độ và những người lớn trong gia đình cần phải giáo dục lối sống, cách sống thương yêu, đùm bọc lẫn nhau cho con em mình. Đồng thời, ông bà cha mẹ phải làm gương để con cháu noi theo. Theo chuyên gia Đinh Đoàn, mặc dù kẻ phạm tội sẽ bị pháp luật xử lý, xã hội lên án, nhưng không có nghĩa là nạn nhân vô can. Trong một số trường hợp, nạn nhân cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì những gì xảy ra, thậm chí cũng bị dư luận xã hội lên án. Lối sống không nghiêm túc, buông thả, những mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, thái độ thách thức, kích động, cách ứng xử không khéo léo khi sự việc xảy ra, thiếu tinh thần cầu thị, nhận lỗi đã khiến nạn nhân gặp nạn. Theo các chuyên gia, cái ác sẽ không có chỗ đứng nếu như con người định hướng cho mình lối sống nhân văn, biết cân bằng và tha thứ, biết hài hòa trong ứng xử và hành động, biết bao dung và tương tác, biết sống chân chính và đàng hoàng. Chỉ cần mỗi người hướng thiện bằng lương tâm đích thực, cái ác sẽ chẳng thể diễn tiến khác thường được. Thưa quý vị, tam giác giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội chính là cái nôi sản sinh ra một nhân cách cho mỗi con người. Ở trong những trường hợp mù quáng, dễ dẫn đến hành vi sai trái, có thể nói là do lỗ hổng trong giáo dục. Họ đã không nhận thức được đúng đắn, bị tình ái hay sự thù hận làm lu mờ. Do vậy, dù biết trước hậu quả, họ vẫn quyết tâm xuống tay sát hại người yêu, sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Yêu đương vốn là lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm. Một trong những yêu cầu của tình yêu là lòng trung thủy. Một trong nỗi đau rất lớn của cả nam lẫn nữ là bị người chồng hay vợ phản bội. Do vậy, khi trong mối quan hệ yêu đương, chính những người trẻ cũng cần phải được giáo dục nghiêm túc. Khi có nền tảng nhận thức tốt, hành xử khi yêu đương cũng sẽ khác. Xảy ra những vấn đề này không nằm trong vấn đề đạo đức, bởi nói đến vấn đề đạo đức, lối sống thì rất rộng và chạm đến rất nhiều vấn đề khác. Con người đó, chỉ vài tiếng trước, họ cũng có rất nhiều hành vi, suy nghĩ tốt. Chỉ khi họ vướng vào mâu thuẫn tình cảm với người họ yêu thương nhất, họ mất đi sự sáng suốt như thường lệ, để cơn nóng giận, mất kiểm soát, giận dữ, tuyệt vọng, dẫn dắt tư duy. Do vậy, để tránh được những tình huống đau lòng này, việc giáo dục là nền tảng quan trọng nhất. Giáo dục sẽ giữ lối hành vi, giúp con người tránh được những bi kịch mù quáng. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.